gió hiu hiu. Bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá lác đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sinh ra bên chết có chi vui, nơi đâu vĩnh cửu cho ta biết để ta không làm lỡ thu rơi. Nhìn lá thu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang và toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi với các vị có cơ hội để gặp lại nhau và để chia sẻ trong cái vấn đề Phật Pháp. Thì cái thời Pháp này chúng ta dành cho thời Pháp, Pháp Đàm, tức là vấn đáp. Tất cả các vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc xung quanh về vấn đề Phật Pháp và học tu thì các vị cứ viết ra giấy hoặc là hỏi trực tiếp. Tôi sẽ đưa micro cho các vị, rồi các vị cứ cầm hỏi trực tiếp và chúng ta cùng thảo luận xung quanh những vấn đề tu học theo khả năng của tôi. Cho nên hôm nay tôi đã đến với các vị cũng rất nhiều bài giảng rồi, qua nhiều khuynh hướng khác nhau về tu học. Thì hôm nay chúng tôi muốn các vị qua quá trình học và tu, các vị còn những gì vướng phải trên con đường tu học của mình thì các vị cùng nêu ra để chúng tôi với các vị cùng trao đổi, để có thể làm sáng tỏ thêm một vấn đề. Đồng thời các vị học và tu phải có những cái thắc mắc như vậy để giúp cho chúng ta tu học nó mới có một sự cởi mở hơn. Thì ở đây tôi gợi ý nếu ai có câu hỏi gì thì gửi lên đây cùng chia sẻ. Tại vì thông thường tôi thấy Phật tử học tu thì tinh tấn lắm, nhưng mà dường như cái tập khí nghiệp chướng nó không thay đổi nhiều. Chúng ta chỉ biết thành tâm và tu với Phật thôi, hoặc thậm chí tốt hơn nữa chúng ta tu với mấy ông thầy thôi. Còn tất cả những người đồng hành chúng ta, những người thân chúng ta, những chúng sinh, chúng ta ít có tu với họ lắm. Nhưng mà nó trái lại, ông Phật không cần chúng ta tu với ông Phật, mà những người cần chúng ta tu là chúng sinh kìa.
những người ta đang cần các vị tu thì các vị không tu, mà những người không cần các vị tu với họ thì các vị lại tu. Chúng ta làm như vậy nó hơi nghịch lý. Bây giờ các vị có lên trên bàn Phật, các vị có múa giỏ, có muốn nói bất cứ điều gì, các vị thậm chí có chụp giật những trái cây trên đó, ông Phật có nói các vị điều gì không? Không. Nhưng mà vậy mà các vị không làm, các vị đem cây lên cúng. Còn tất cả những chúng sinh cần ăn trái cây, xin má ăn trái, xin ba ăn trái, không, mày để tao cúng Phật mày. Những chúng sinh đang cần thực tế thì chúng ta không cho. Thành ra khi các vị học tu thì tôi cũng rất là tôn trọng. Thì tôi thấy các vị phần lớn á, các vị đi chùa học tu thì tốt, nhưng mà những vấn đề các vị đặt ra tôi thấy các vị hình như khó hơn ông Phật á. Có những điều Phật không nói tội mà chúng ta cho là tội, có những điều không lỗi mà chúng ta cho là lỗi. Vì vậy những điều mà chúng tôi nói dưới đây, tôi mong rằng tất cả các vị cứ bày tỏ quan điểm của mình bằng những câu hỏi trực tiếp như vậy. Sự thắc mắc của chúng ta biết đâu là sự thắc mắc của rất nhiều người ở trong đó. Cho nên mong rằng các vị học và tu thì dùng chia sẻ hôm nay cái thời pháp chính là tôi dành cho các vị trong thời pháp thoại là pháp đàn, tức là chúng ta cùng trao đổi qua với nhau bằng những câu hỏi. Chúng tôi thưa với các vị, khi chưa học tu chúng ta thấy chúng ta có khoảng cách với chùa rất là lớn. Khoảng cách ở đây do tất cả chúng ta có quan niệm sai lầm là khi chúng ta ở nhà chúng ta không nghe nhiều về tội lỗi, nhưng mà khi chúng ta bước đến chùa chúng ta thấy tại sao cái gì cũng tội hết, cái gì cũng răng đe, cái gì cũng cấm, cái gì cũng lên án, cái gì cũng chỉ trích. Nhưng mà liệu những gì các vị răng đe, lên án, chỉ trích như vậy có những cái đúng hay không? Tôi thấy có những khi chúng ta đến chùa, ví dụ chúng ta tụng kinh thì có những người hỏi bạn trai chưa, nó chưa không được tụng kinh nè, tụng kinh tội, tội không? Rồi có những khi cái chuyện vừa mới đây đó là cái cô đó cổ thỉnh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm mà bằng tượng cốt á, cái tượng mà bằng sành á đem về thờ, thì một sư cô đó nói là cô thỉnh tượng Phật về về hàng đêm có tụng kinh không? Cô này nói dạ không. Nói không mà thỉnh tượng Phật đó về thờ là tội á. Rồi cô này quản hồn đem gửi lại chùa. Nhiều lắm luôn. Rồi ở đây khi chúng ta đó, những đứa nhỏ mà nó đi, thường thường bạn trai bạn gái nhỏ nhỏ đó, nó xúm nhau nó đi chùa à, thì đi chùa với nhau, mà nếu bạn trai bạn gái vô chùa mày á, mà vô chùa yêu đương đồ là tội mày à. Tất cả những cái đó chúng ta làm có thực ý nghĩa nó như vậy hay không? Chúng ta không khéo chúng ta đẩy tất cả những người muốn tu học theo Phật pháp tránh xa hết. Tránh xa chỗ nào? Khi người ta ở nhà người ta cảm thấy đỡ mặc cảm tội lỗi hơn. Bởi vì đi vô chùa cái gì cũng tội hết, thôi tôi ở nhà sướng hơn, cái mắc gì vô đó để tội. Phải không? Cho nên đây là những quan điểm chúng ta cần để ý à. Có ai gửi câu hỏi lên không? Có một câu hỏi là con có nghe một thầy giảng giết nhiều con thì có tội hơn ít con, thay vì giết một rổ tép thì nên giết heo, bò, gà, vịt ít tội hơn, có đúng không? Và các vị thấy sao? Giết nhiều có tội quá, giết một con cho nó đỡ, phải không? Ví dụ giết một gỗ tép tới cả mấy trăm con, cả ngàn con lận, bây giờ giết một con gà hay là con vịt hay con heo, con bò, con à, đỡ tội. Xin thưa với các vị, ai giảng Phật pháp như vậy là đem Phật pháp đi giết ri đó, là chết rồi. Nếu nói như vậy á, thay vì tôi giết 100 chó tôi quất 1 con người, có phải vậy không? Một con đó ít tội hơn. Các vị thấy cái này nó nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật mà chúng ta đem như toán học 2 cộng 2 bằng 4 là trật rồi các vị. Ai giảng Phật pháp như vậy là chết rồi. Nếu điều này thà giết một con heo con bò thay vì giết một rổ tép á, mà giết heo con bò á, nó ít tội hơn á, thì các vị giảng như vậy là quá máy móc. Tất cả chúng ta đều có tội, nhưng tội với khuynh hướng nào các vị phải để ý. Tại sao Đức Phật bảo cấm sát sinh? Là để tôn trọng sự sống của chúng sinh, và để xác định được giết nhiều giết ít tội nhiều tội ít, không phải căn cứ trên số lượng. Nếu nói căn cứ trên số lượng có tội thì ông bác sĩ là tội nhiều nhất,
Bởi vì ông mà nào mà chế ra thuốc mà để trị bệnh á, quất một cái không biết bao nhiêu vi trùng, thì lúc đó còn hơn có mấy chục gỗ tép nữa. Như vậy mỗi một lần trị một bệnh nhân là ông bác sĩ đó không biết bao nhiêu kiếp mới hết. Có phải vậy không? Các vị giải thích Phật Pháp như vậy là người ta không dám tu là phải rồi. Xin thưa các vị, ở đây không phải giết nhiều con tép hay là ít con tép hay là con gà, con vịt căn cứ sinh số lượng mà để định tội, mà xác định rằng cái giết nào nhẫn tâm hơn là cái đó tội hơn. Có thể các vị giết một rổ tép, nhưng mà cái nhẫn tâm với cái số lượng này nó không có nhiều. Các vị có khả năng các vị đủ nhẫn tâm giết tép, nhưng mà các vị không đủ nhẫn tâm các vị cắt cổ con gà, đúng không? Con tép thì làm được mà gà bự quá không dám. Như vậy mặc dầu cái số lượng con tép là có thể 100 con chúng ta giết cổ, chúng ta cắt đầu, nhưng mà so với nhẫn tâm với cắt cổ con gà, cái nào nhẫn tâm hơn? Dĩ nhiên là con gà. Vì nhẫn tâm hơn con tép mới cắt cổ nổi con gà. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng giết chúng sinh cái nào nhẫn tâm hơn thì cái đó tội hơn, chứ không phải là giết nhiều hay là giết ít ngay chỗ này. Nhưng nếu cái số lượng tép quá lớn, lớn đến độ mà nếu nhẫn tâm dữ lắm mới giết được cái lượng này, thì nhẫn tâm với cái lượng tép quá lớn này nó sẽ nhẫn tâm hơn con gà, thì cái nhẫn tâm đó nó mới tội hơn một con gà. Các vị hiểu ý tôi nói không? Bây giờ giết một con bò so với một rổ tép thì con bò là chúng ta nhẫn tâm dữ lắm chúng ta mới làm được, đúng không? Nhưng nếu mà có lượng tép hay là một cái lượng gà gì đó mà nó lớn đến độ mà bây giờ đủ nhẫn tâm hơn con bò mới giết nổi cái số lượng gà này, thì cái đó mới tội hơn là giết con bò. Các vị hiểu cái điều này không? Thành ra ở đây phải căn cứ vào độ tàn ác và nhẫn tâm của chúng ta trên vấn đề này thì chúng ta mới kết tội được. Như vậy không phải căn cứ trên 1, 2, 3, 4, 5 về số lượng, vì chúng ta kết tội là tội hơn hay là tội nặng hơn hay nhẹ hơn. Phật không bao giờ dạy chúng ta bằng một cách máy móc như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta đốt một tổ kiến có thể mấy ngàn con, đúng không? Nhưng mà chúng ta đủ can đảm đốt không nếu bất cứ điều gì gặp phải? Đủ can đảm đốt không? Nếu chúng ta gặp cái gì cần thiết chúng ta đốt được cái tổ kiến này có thể là mấy ngàn con, nhưng mà kêu chúng ta giết mấy ngàn con gà hoặc là mấy trăm con gà chúng ta giết nổi không? Không nổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta giết cái số lượng kiến ở một độ quá lớn, lớn đến độ mà con gà chúng ta không dám giết, nhưng mà nếu cái lượng kiến này chúng ta đủ nhẫn tâm để giết thì chúng ta sẽ tội hơn con gà. Cái số lượng không phải là 1, 2, 3, 4 mà căn cứ vào cái thái độ đủ nhẫn tâm với cái gì thì tính ở mức độ nhẫn tâm đó mà kết tội. Chúng ta phải thấy như vậy. Vì vậy cho nên nếu giết một mạng người thì cái nhẫn tâm này nó đã dường như đoạn cái giống thiện rồi, nó quá đáng rồi. Cho nên có nhiều người với cả đời giết trâu giết bò nhưng mà không ai lên án là tội như một cái vấn đề phạm pháp hết á. Nhưng mà đụng chạm đến con người thì sao? Chúng ta phải đủ một lượng nhẫn tâm như thế nào mới đủ sức để giết một con người? Vì vậy nếu một người đó giết một con người thì có thể 100 con trâu con bò gì đó nó cũng không thể bằng nổi với cái này. Nhớ là như vậy. Cho nên đừng căn cứ vào số lượng như vậy mà chúng ta tính vào thang tội lỗi thì nó không đúng trong Phật Pháp. Các vị có đồng ý chỗ này không? Rồi. Ở đây có một câu là kính bạch thầy giải thích dùm con những câu sau đây. Khi đọc kinh Pháp Hoa, khi Phật thọ ký một vị nào đều có câu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, xin thầy giải thích dùm. Đây là thập hiệu. Tất cả các vị Phật đều phải thành tựu 10 hiệu như thế này, tức là 10 đức tính, 10 đức tính thiện như thế này. Đây là điều vô cùng cao quý. Ví dụ như Đức Phật đó, thọ ký cho một ai sau đó thành Phật thì phải có cái này, có nghĩa là các vị Phật đều có đức tánh này như nhau. Về căn bản là như vậy. Thì bây giờ á, nếu mà 10 câu này á, thì người ta gọi là thập hiệu, gồm có Như Lai nè, ứng cúng nè, chánh biến tri nè, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cái câu Phật Thế Tôn thì có những chỗ ta ghép lại thành một và cộng hết vô cái này thì 10. Như Lai là để chỉ cho tất cả các vị Phật đã thành rồi ha, có những câu định nghĩa nhưng mà bây giờ chúng tôi giải thích tắt thôi ha. Ứng cúng là một cái vị đủ cái công đức để thọ của cúng dường của tất cả chúng sinh. Ứng cúng chánh biến tri là cái hiểu biết cùng khắp, cái hiểu biết một cách rộng lớn cùng khắp không bị giới hạn, gọi là chánh biến tri.
Minh hạnh túc là trí tuệ và hạnh đức đầy đủ. Về trí tuệ và đạo đức, hai cái đầy đủ gọi là minh hạnh túc. Thiện thể, cái câu thiện thể là không phải là thể là thề, mà câu thiện thể là khéo vượt qua. Tức là tất cả các vị Phật là đều đã khéo vượt qua ba cõi, cõi dục, cõi sắc và vô sắc, vượt qua ba cõi gọi là đấng thiện thể. Thế gian giải là việc này, những người này hiểu biết tất cả những việc trong thế gian, không có gì là bị chướng ngại. Vô thượng sĩ, những cái người mà những cái bậc, cái chữ sĩ này không phải học trò mà gọi là cái bậc, như một đấng nào đó, như các vị Bồ Tát thì gọi là đại sĩ vậy đó. Thì cái chữ sĩ này cho là cái đấng vô thượng, là cái đấng cao tột. Điều ngự trượng phu là những bậc đánh xe điều ngự. Thiên nhân sư là thầy trời người. Phật Thế Tôn là để chỉ cho cái bán giác ngộ đã được người đời cung kính. Thì ở đây trong 10 cái hiệu này để tôn trọng cho tất cả các vị Phật. Nếu vị nào thành Phật đều đã trải qua những cái này, đang có những cái này, thành tựu những điều như thế này thì thành Phật. Tất cả chúng ta ở đây ai thành tựu như thế này cũng là Phật. Ai thành tựu được đưa tay lên gọi Phật liền. Đó, thì như vậy, vì vậy Phật thọ ký cho tất cả một ai đều như vậy. Nhưng với lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn rằng không kiếp này cũng kiếp sau, không kiếp này thì 10 kiếp sau, không 10 kiếp sau cũng 100 kiếp. Bao giờ có một ngày nào đó tất cả các vị đều có 10 hiệu này. Bởi vì Phật đã từng nói sao? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Mình sẽ không biết bao giờ sẽ, một kiếp, hai kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp, thậm chí sẽ ngàn kiếp cũng được. Một ngày nào đó chúng ta cũng thành. Điều duy nhất chúng ta sẽ thành Phật trước ngày Địa Tạng. Có không? Có một vị đó đó nói tôi đâu cần tu nhiều, tôi tu lượm thượm chơi chơi vậy thôi, tôi cũng thành Phật trước ngày Địa Tạng. Hỏi sao vậy? Nói là Địa Tạng đã từng nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là Ngài nói bao giờ địa ngục không còn một chúng sinh nào đó, lúc đó Ngài mới thành Phật. Mà độ hết tất cả chúng sinh á, Ngài mới giác ngộ, mới chứng Bồ Đề, là mới giác ngộ, mới thành Phật. Như vậy ít nhất tôi cũng thành Phật trước ngày Địa Tạng Ngài chứ. Kính bạch Thầy, những người đẹp đi theo hộ pháp quý Thầy là có tội phải không? Quý Phật tử thường không cho mấy cô trẻ đẹp theo hộ pháp quý Thầy là tại sao? Này hỏi mấy cô chính xác hơn á. Sao mấy cô, chứ tôi đâu có cấm ai đâu. Thật sự cái câu này chúng ta phải tìm hiểu. Đẹp có tội không? Bản chất đẹp là không có tội. Có phước báo lắm mới đẹp. Những người như hoa hậu, những người được đẹp, những người có tướng hảo, tất cả những người này đều đã từng gieo trồng phước báo về sắc đẹp của mình. Như vậy một người đẹp trên cuộc đời này là có phước báo. Nhưng cái đẹp đó để làm gì? Thì cái đó nó có mấy mục đích, có chính đáng, có ý nghĩa hay không thôi. Còn trước mắt, người nào đẹp là người đó có phước báo. Dĩ nhiên sắc đẹp vô thường. Bởi vì cái gì nó có được trên phước báo, tất cả đều vô thường. Vì vậy ở đây tôi muốn nói là đẹp thì không có tội. Nhưng mà ở đây khi mà đi theo hộ pháp các thầy thì có tội. Xin thưa các vị, các vị này sợ mấy ông thầy thấy những cô gái trẻ đẹp rồi động lòng rồi ra đời hoàn tục, rồi sợ vậy mới nói là có tội. Chứ tôi nghĩ là không có cái gì để gọi là tội hết á. Nhưng mà theo tôi nghĩ như thế này, trên cuộc đời chúng ta cứ cho thi đi, tất cả mọi người tu như gạo để trên sàn, cái nào nhỏ cứ lọt. Các vị giữ cho hung rồi cuối cùng chưa chắc gì được, nó cũng vậy thôi. Cho nên ở đây xác định tâm nguyện bản lĩnh của mỗi con người, chứ đừng có giữ. Tôi nhớ ngày xưa có một vị thầy đi học chung với tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Đi tới đâu là mẹ theo tới đó, ở chùa nào là mẹ theo, giữ kích rinh. Nhưng mà không quá 5 năm hoàn tục rồi sao? Tôi cho tiếc thầy các vị á, tôi cho các vị cứ giữ. Nếu mà các vị vì nghĩ điều đó mà các thầy hoàn tục hay là động lòng thối tâm gì đó, thì các vị nghĩ như vậy là không có đúng. Trên cuộc đời này chúng ta đừng biến con người thành một khúc gỗ. Chúng ta đừng biến con người lại thành một cái gì bất động như chúng ta từng tưởng tượng. Tất cả con người chúng ta là một cơ thể vật lý, tâm sinh lý bình thường. Phải biết cái gì đẹp, cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì phải trái, vân vân, tất cả chúng ta đều biết. Thậm chí gái đẹp hay gì chúng ta cũng phải biết. Tất cả ở đây chúng ta nói như thế để nói cái gì?
Chúng ta không phải đuôi mà không biết phân biệt cái nào đẹp xấu. Những người tu ở mức độ bất động không có nghĩa là không biết đẹp xấu, mà coi như cái đẹp xấu đó không lôi cuốn được các ngài, chứ không phải là không biết đẹp xấu. Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ những cái điều như thế này rồi chúng ta cấm đoán hay là chỉ trích. Xin thưa các vị, các vị nghĩ sao nếu tất cả những người đi hộ pháp theo các thầy để làm Phật sự toàn là già cả, sắp chết, bệnh tật và thế này thế khác không thì sao? Lúc đó chúng ta còn ngưỡng mộ không? Hả? Hay là chúng ta thấy một vị thầy đi hay là làm Phật sự thì cũng có người dày người khác chứ. Không lẽ tất cả những người sắp chết hay là những người bệnh tật hay những cùi đuôi sức lở mới đi theo mấy ông thầy hộ pháp được? Mình nghĩ như vậy là sai. Tôi thưa thật với các vị, ở đây ai có bản lĩnh thì cứ đi, thấy mình chắc ăn thì cứ đi, Phật tử thấy mình chắc ăn thì cứ đi, ông thầy thấy mình chắc ăn thì cứ đi. Quan trọng nhất là chúng ta cùng đóng góp vào Phật sự gì. Nếu không tự tin lấy chính mình thì giàu có ở nhà ngăn cách cũng vậy thôi. Ở đây chúng ta nên nhớ, tôi nhớ có một câu chuyện mà có một vị thiền sư mà dẫn đệ tử mình, mà các vị có nhớ quý hòa thượng hay kể câu chuyện là cọp đó, có nghe chưa? Có một chú tiểu đó từ nhỏ tới lớn ở trên rừng với thầy. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết được trần gian ở dưới là cái gì, chợ búa đô thị, đèn xanh đèn đỏ xa hoa như thế nào. Cho nên một hôm ông thầy muốn dẫn cho đệ tử mình đi để chứng kiến thực tế của cuộc sống của mọi người và đồng thời á biết được nhiều thứ. Thật sự cái chú này từ nhỏ tới lớn sống trong thâm sơn cho nên không biết gì hết, gặp cái gì cũng hỏi thầy hết. Nào phố thị làng xóm đó, tất cả mọi thứ đèn xanh đèn đỏ. Rồi cái tối cuối cùng gặp một cái vật lạ lạ, đó là một cô gái. Cũng không biết cái đó là cái gì nhưng mà thấy mình có một cái gì lạ lạ, chứ mới hỏi thầy cái đó là cái gì vậy. Thì ông thầy ông nói cọp đó con, cọp đó. Thì á ông thầy mới lôi đệ tử đi mà nó cứ ngoái lại nó dòm hoài à. Ông nói con cứ đi đi, sao mà con không đi, con dòm hoài vậy. Nó sao con cảm thấy con khoái con cọp đó quá. Khi lúc đó đó rồi á, ông thầy mới dẫn đệ tử đi xong mới về, về lên núi. Đệ tử mình từ ngày đi xuống dân gian như vậy về, ông thầy hỏi được con học được cái gì mà sao thầy thấy con cứ buồn thảm hoài vậy. Chú đệ tử mới nói với thầy, thầy ơi từ ngày mà con gặp cọp tới giờ sao con nhớ quá, con chịu không có nổi. Qua câu chuyện đó các vị hiểu được cái gì? Ở đây đừng có nghĩ rằng lúc nào các vị cũng ngăn cách mọi thứ rồi các vị cảm thấy rằng điều đó mới là tu. Các vị đừng bao giờ biến tất cả những người tu như một khúc gỗ không biết cười, không biết nói. Tối ngày nhà tu các vị cứ tưởng tượng gặp các vị cứ về, vậy mới là tu không? Chứ sao? Các vị cứ cho mấy ông thầy giống như mấy ông Phật đang ngồi trên chánh điện á, lúc nào cũng vậy hết á. Các vị có từng xem cải lương không? Những người đầu đóng vai thiền sư, những người đóng vai tu hành không bao giờ dép nhép cái miệng cười, bởi vì sợ nó sai kìa. Cho nên lúc nào cũng nghiêm, lúc nào cũng đường hoàng, mắt cũng nhìn chừng một thước này kia cái nọ, tất cả mọi thứ không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta thấy tại vì Đức Phật ngồi thiền cho nên tướng Đức Phật trang nghiêm, còn thực sự cuộc sống của Đức Phật cũng là như vậy. Bản thân Đức Phật cũng biết cái gì đẹp gì xấu vậy. Các vị nhớ thời kỳ Đức Phật còn tại thế đó, Amabali là một người đẹp nổi tiếng trong kinh thành Vaisali. Mà khi mỗi một lần á là Amabali đi đến thăm Đức Phật á, là Đức Phật hôm đó sao phải không? Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo hôm nay phải giữ chánh niệm, vì hôm nay có Amabali đến thăm ta. Vì bà là người quá đẹp cho nên bảo các thầy tỳ kheo phải giữ chánh niệm để không khéo bị phóng tâm. Như vậy bản thân Đức Phật biết đẹp xấu không? Biết. Cho nên ai mà nói như thế này, tu rồi cái hỏi ăn á, thầy ăn ngon không? Nói không, tu không có biết ngon dở. Ai nói câu đó là nói dối. Xin thưa các vị, đẹp xấu ngon dở chúng ta đều biết. Không lẽ nói thầy ơi thầy bốc cục lửa, hỏi thầy nóng không? Tu bốc cục lửa không nóng. Thầy ơi thầy đụng nước đá lạnh không? Tất cả các pháp bình đẳng, nước đá không có lạnh. Không bao giờ có chuyện đó. Thầy ơi thầy ăn ớt có cay không? Không, tất cả ớt với đường tôi ăn giống như nhau. Vậy thôi thầy nuốt ớt luôn đi.
Không bao giờ có chuyện đó trên đời. Tất cả con người chúng ta ăn ớt thì biết cay, đụng nước đá biết lạnh, đụng lửa biết nóng, ăn ngon biết ngon, ăn dở biết dở, ăn đồ khét biết khét chứ. Tất cả chúng ta đừng nói là tu không bao giờ biết đang ngon dở, đắng cay. Cái đó ai nói vậy là nói lầm, nói sai, nói dối. Tất cả chúng ta đều biết, nhưng quan trọng nhất có bị cái đó làm chúng ta đau khổ, đam mê hay là ghét bỏ hay là đau khổ không? Cái đó mới quan trọng. Ăn ngon tôi biết ngon nhưng mà tôi không có đam mê. Có thì ăn không có thôi, tôi không phải là đeo đồi hay là tôi đi tìm kiếm bằng một cách là sai lầm. Ăn dở tôi biết dở thì biết dở thôi. Ăn ngon không được, ăn nhiều thì ăn ít thôi. Tôi không có đau khổ chỉ trích hoặc bất mãn. Cái đó mới là cái quan trọng. Ăn cay biết cay không ăn nữa. Chứ không lẽ ăn cay thì tôi chửi trái ớt. Không có những chuyện đó. Cho nên ở đây đẹp xấu cay, không lẽ bây giờ tôi nhìn cô này là hoa hậu tôi nhìn như con cùi được à? Hai bên ấy, ngang nhau vậy à? Không có chuyện đó. Đẹp thì biết đẹp, xấu biết xấu. Nhưng mà đẹp có đam mê không? Xấu có ghét bỏ, có chê bai, có thù hằn không? Cái đó mới là quan trọng. Cho nên ở đây đừng có nói giải thoát của một con người là bất động, có nghĩa là chúng ta không biết gì trên cuộc đời này hết. Như vậy chúng ta trở thành một gỗ đá rồi sao? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ có điều biết tất cả pháp mà không bị các pháp làm xoay sở, làm mình điên đảo, làm mình bỏ mất chân tâm. Cái đó mới là quan trọng. Vì vậy Tổ Huệ Năng mới dạy một câu: sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt, là chỗ này. Các pháp chúng ta đều sử dụng hết á, nhưng mà không có tưởng về nó, tức là không có đam mê phân biệt gì nó. Sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt, tức là tất cả pháp tôi biết hết á. Đây là bông hoa hồng, đây là mít rô, đây là nước. Tôi biết nước tính chất nó là ướt, là ngọn đường tôi biết ngọt, ớt tôi biết cay, vân vân. Biết nhưng mà không để đam mê vào đó. Cái đó mới là quan trọng. Tổ dạy, Phật dạy chúng ta tu là để trở nên bình thản với các pháp, chứ không thể để trở nên không biết gì với các pháp. Chúng ta phải phân biệt chỗ này. Vì vậy những người đẹp, ví dụ theo các thầy, chúng ta có quyền cấm là như vậy. Mình nghĩ mình đẹp, mình đi theo cái mình là quéo, tiếp tiếp, quéo quéo này nè. Người ta bóc già gạo, người ta bóc hết mình bóc cả hai ngón. Cái đó đó mà là cấm à. Đi theo mà làm như vậy vướng tay thiên hạ, không có làm được cái gì. Còn những người người ta theo, cái chuyện đó nó không có gì quan trọng. Theo các thầy làm việc hộ pháp tất cả là bình thường như bao nhiêu người khác. Không có cái gì để gọi là chỉ trích hết. Đủ bản lĩnh thì cứ theo. Ở đây chúng ta thấy như vậy. Cho nên á, ví dụ ngược lại các thầy cũng vậy. Các thầy đi Phật sự hay đi tất cả công việc là việc chính, chứ không phải thấy ai đẹp cái duỗi đầu vô nói hoài. Cái đó là không đúng. Nói chuyện là nói với tất cả, tiếp chuyện là phải bình thường, đẹp xấu là như nhau. Vì công việc mục đích là chính, chứ không vì bất cứ cái việc gì gì hết. Cho nên ở đây quan trọng nhất tâm nguyện, bản lĩnh và sự tu học của các thầy. Tất cả chúng ta đều chung nhau để phụng sự cho Phật Pháp hết. Những người giàu có theo mấy thầy hay bị mang tiếng, những người đẹp theo mấy thầy hay bị mang tiếng. Vì cái điều đó là điều người ta ai cũng ngưỡng mộ. Cho nên người ta sợ, người ta mới chỉ trích. Người ta thấy mình không an, cho nên tưởng tượng ai cũng không an giống mình. Điều đó chưa hẳn là như vậy. Chúng ta có duyên nghiệp, chúng ta mới thành cái quan trái tình cảm được. Nhiều người đẹp mà chúng ta không có sanh tình cảm, bởi vì chúng ta không có duyên nghiệp với người đó. Đẹp thì ngưỡng mộ đó, nhưng mà để buộc chúng ta yêu hay có tình cảm chưa chắc. Các vị nhớ kỹ, trên cuộc đời là như vậy. Cho nên á, sau lưng sự ghen tị là sự ngưỡng mộ thầm lặng. Mặc dù chúng ta chỉ trích người đó dữ lắm, nhưng mà trong lòng ước gì mình được như người đó. Phải không? Đó là như vậy. Vì vậy người học tu không vì bất cứ những điều đó để làm giảm đi sự trưởng thành của Phật Pháp. Chúng ta không khéo, chúng ta cho những người đó, những người có tiền, những người giàu có, những người có sắc đẹp, mà nếu mà không phụng sự Phật Pháp một cách bình đẳng, thì mai này đạo Phật chúng ta chỉ tồn tại với những người như thế nào? Làm sao truyền giáo? Cho nên ở đây phải bình đẳng với mọi thứ, đừng có bao giờ khắt khe với những điều này. Đôi khi á, các thầy có những người, ví dụ bây giờ ông thầy nào mà là được quy y cho một hoa hậu coi, người ta theo gần gần không mà nói, phải không? Vì vậy cái đó nó không có hại. Có hại hay không là ở chúng ta sử dụng nó để làm cái gì, hoặc là bản thân chúng ta đối xử nó như thế nào. Còn tất cả những điều đó đừng bao giờ khắt khe. Còn chuyện các vị sợ các thầy hoàng tục, các thầy này kia, hoàng tục là chuyện bình thường. Gạo để lên sàn, sàn hột nào nhỏ cứ lọt, chuyện đó là bình thường. Phật cũng cho phép một tu sĩ được quyền hoàng tục tới 7 lần mà.
Như vậy tôi đã giảng cái đĩa là tu xuất gia, tu tại gia rồi. Các vị về nghe lại cái đĩa đó sẽ hiểu rõ ý này. Quan trọng nhất câu trả lời tôi đến đó thôi. A Di Đà Phật. Con muốn quy y nhưng sợ giữ giới không trọn, có tội không? Nếu quy y có cần mua sắm gì không? Phật tử thờ Phật gì? Cúng bông trái bằng mũ có tội không? Thì bây giờ cái câu này á, thì tôi cũng trả lời nhiều rồi, nhưng mà hôm nay ở đây tôi xin trả lời một cách tóm tắt với các vị. Muốn quy y nhưng sợ giữ giới không trọn có tội không? Thì câu này cái người Phật tử từng bị mắc phải. Mắc phải chỗ nào? Chúng ta nghĩ những người quy y giữ giới không được sợ tội, vậy các vị không quy y các vị muốn làm gì làm không có tội hả? Các vị phải nhớ chỗ này. Quy y hay không là tự nguyện của mỗi chúng ta. Còn tội hay không là chúng ta phạm điều gì là nhân quả xử lý lấy. Không phải Phật đặt ra điều này cho người Phật tử, mà Phật thấy quy luật của cuộc đời những điều đó nó như vậy đó, nó dẫn đến đau khổ vậy đó, quan trái vậy đó, tội lỗi vậy đó. Đức Phật bảo chúng ta nên giữ gìn, chứ không phải quy y dưỡng được sợ tội rồi các vị không quy y muốn làm gì làm không có tội. Đừng nghĩ như vậy là sai lầm. Tất cả chúng ta dầu là Phật giáo hay không Phật giáo, Phật tử hay không Phật tử, thậm chí những người không tin Phật pháp, làm tất cả những điều này là về nguyên tắc tội như nhau. Chỉ có một điều, người Phật tử nhờ quy y làm đúng sai tội phước, biết đúng sai tội phước. Người chưa quy y làm tội mà không biết tội mà thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện mà quy y dưỡng được sợ tội rồi người không quy y muốn làm gì làm không có tội. Nghĩ như vậy là sai lầm. Nghĩ vậy tôi khuyên các Phật tử đừng đi tu, đừng trở thành Phật tử. Làm Phật tử chi trở nên tội đồ vậy? Dạy không? Ở ngoài không sướng sao mắc gì đi vô trở thành tội đồ? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên ở đây các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng để trở thành Phật tử, thì tôi có nói điều này rồi. Các vị về nghe lại. Giống như bây giờ tôi cho câu ví dụ, tôi thường nói là nếu mà vì quy y dưỡng được sợ tội á, thì bây giờ tôi cho rượu đi. Bà hay ông gì đó quy y rồi về uống rượu mới xỉn nha. Còn tôi là tôi không có quy y, tôi uống tới chiều cũng không xỉn nữa. Có không? Có phải vậy không? Nếu vậy thì tất cả chúng ta đừng bao giờ nghĩ sai lầm về Phật pháp như vậy, mà không nên nghe lại bài giảng để trở thành Phật tử. Và thêm một bài giảng nữa, thiện và ác, tôi giải thích và phân tích điều này rất là rõ. Nếu quy y có mua sắm gì không, thì tất cả chúng ta khi quy y đến, mua sắm cúng dường hay không là việc của các vị. Còn các vị có tâm nguyện đến các chùa xin quy y thì bổn phận các thầy cứ quy y cho các vị, không có bất cứ một nhu cầu gì trong đó cả, chỉ là làm trung gian để giúp các vị trở thành Phật tử một cách hợp lệ thôi, không cần mua sắm gì hết. Còn mua sắm cúng dường hay không tùy việc phát tâm của các vị. Phật tử thờ Phật gì? Cúng bông trái bằng mũ có tội không? Tất cả các vị Phật các vị thờ đều được hết. Nhưng tôi khuyên các Phật tử chỉ nên thờ một tượng Phật mà thôi. Có cảm tình, có ngưỡng mộ với bất cứ một Đức Phật nào đó thì các vị cứ thỉnh Đức Phật đó về thờ. Đừng có nghĩ là cầu an tôi phải thờ Quan Âm nghe, mai mốt cầu siêu đó, tôi thỉnh Địa Tạng nghe, mai mốt cầu bệnh cái tôi thỉnh thêm Dược Sư nghe. Không có chuyện đó. Tất cả các vị Phật, hồi nãy các vị hỏi tôi là 10 hiệu á, cái nãy đó, tất cả các vị Phật về hạnh nguyện và công đức như nhau. Chẳng qua Quan Âm, cầu an, Dược Sư, cứu bệnh là phương tiện để cho chúng ta có đối tượng trên vấn đề đó thôi. Còn tất cả chúng ta nên nhớ về các vị Phật là công đức như nhau. Các vị thờ tượng Thích Ca, các vị không cầu an được à? Các vị không cầu siêu được à? Các vị muốn cầu gì là việc của các vị. Còn căn bản các vị Phật chỉ là chúng ta thờ một Phật nào mà chúng ta ngưỡng mộ nhất. Chứ để không thôi chúng ta thờ đầy ở trên bàn Phật hết trơn, nhìn nó không có thẩm mỹ. Có những nhà thờ nhóc Phật hết trơn vô thấy tùm lum hết. Tại chẳng qua chúng ta bị các cái tiếng cầu an, cầu siêu, cầu bệnh đó khác nhau, là chúng ta thỉnh đầy ở trên bàn Phật, sợ thờ ông này thiếu ông kia không độ. Chúng ta hiểu vậy là lầm. Cho nên ở đây các vị Phật nào các vị ngưỡng mộ, chỉ một Đức Phật đủ tất cả các công đức và hạnh nguyện rồi. Như vậy tùy vào tâm nguyện tu hành các vị và nhân duyên các vị cứ thờ. Cúng bông trái mũ có tội không? Thì bây giờ bông trái mũ thì chúng ta thấy nó cũng đầy hết á. Nếu mà chưa có bao giờ được chứng kiến á, thì trái dưa nè, trái mãng cầu, trái chuối rồi nè, nếu mà nhiều khi ta trưng đồ mũ mình tưởng thiệt á, làm rất là giống. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta cho cái đó để cúng thì chúng ta có lỗi, nó không có thật, nó hơi lừa dối. Nhưng mà chúng ta đem cái đó chúng ta với tâm nguyện là trang trí để làm cho đẹp và thẩm mỹ bàn Phật thì được.
bông mũ, trái mũ thay vì chúng ta để không, thay vì chúng ta trang trí một cái gì đó thì chúng ta trang trí bằng trái cây mũ, hoa mũ, tất cả những này để làm đẹp thêm cho bàn Phật chúng ta thờ thì hoàn toàn được. Các vị cứ xem như là một tính trang trí thẩm mỹ. Còn chúng ta lấy cái đó chúng ta nói cúng là chúng ta có lỗi à. Cho nên nãy tôi đi trên xe tôi có nghe cô Phật tử nói như thế này. Nói thầy có biết mà người ta cúng bà với bà không? Người ta đi thuê những con heo quay, người ta đến người ta cúng rồi người ta trả lại á. Nó thực là lừa dối thần thánh. Cái chuyện đó chuyện của người ta mình không biết, nhưng mà người ta nói là nơi đó đó, thay vì mình mua con nó uổng quá, bây giờ người ta cho thuê, nó đem vô cúng rồi xách ra trả cho người ta, mỗi lần cúng vậy nhiêu á, 50.000, 100.000 gì đó. Người ta xách vô, người ta thuê vô, người ta cúng, cúng xong cái xách ra trả. Nè. Cái đó thì làm cũng giống như là chúng ta mà lấy trái mũ mà chúng ta nghĩ đây là cúng vậy đó. Thành ra không nên cúng mà chỉ nghĩ như là trang trí cho đẹp bằng Phật. Nhớ ở chỗ này, có ai hỏi các vị cúng trái bông mũ đồ hoặc là nhang điện đồ không? Ở đây tôi không có cúng, nhưng mà để trang trí làm trang nghiêm và đẹp thêm cho bàn Phật của tôi. Nhớ không? Ý này như vậy. A Di Đà Phật. Ăn chay nấu nồi chung và làm thớt chung với đồ mặn có tội không? Ăn chay nếm đồ mặn cho gia đình có tội không? Và ăn chay ăn trứng có tội không? Có tội không? Thì bây giờ xin thưa các vị, ăn chay mà nấu nồi chung với đồ mặn và làm thức chung với đồ mặn không có tội. Nhưng mà có cái điều, ví dụ như chúng ta cũng rửa sạch rồi chúng ta mới làm chứ đâu phải chúng ta để vậy. Nhưng mà có một cái gì với một cái quan niệm thì nó không có tinh khiết lắm. Chứ còn tội thì không có tội gì hết. Nên nhớ là như vậy, nếu không có phương tiện khác hơn thì cũng phải chấp nhận vậy thôi. Tội thì không có, đừng mặc cảm tội lỗi điều này. Mục đích của ăn chay không phải là ăn cho sạch cái miệng. Các vị nhớ kỹ như vậy. Tôi đã từng giảng trong cái bài ăn chay vạn mặn, tôi đã nói rồi. Ai quan niệm ăn chay để sạch cái miệng, để thần thánh quá trong cái ăn này, thì các vị nói như vậy nó chưa đúng. Nó hiểu như vậy, hiểu sai về Phật Pháp đi. Phật không có dạy chúng ta máy móc như vậy. Cho nên đó, có người cứ nghĩ vậy. Có cái cô đó cổ thấy mấy thầy ăn chay ăn bánh mì, cái mấy bà nói ăn chay ăn bánh mì. Hỏi sao vậy? Bánh mì có trứng. Cái hồi nó thấy mấy thầy ăn nước tương, các bạn nói ăn chay ăn nước tương. Cái hỏi sao vậy? Nó nước tương có xương bò. Cái hỏi vậy chứ bạn ăn chay bạn với gì? Nó tôi ăn chay tôi ăn với muối. Hỏi bạn ăn năm được mấy ngày? Tôi nói mỗi năm tôi ăn ngay ngày mùng 1 Tết á. Coi đã không? Mình ăn có ngày một à, mình ép người ta ăn chay trường cả đời vậy, nó ép người quá đáng cái chỗ này. Xin thưa các vị, ăn như vậy là máy móc vô cùng. Tôi nói thiệt, bà đó ăn với muối á, mỗi năm ngày á, còn thua mấy người ăn chay mà mỗi tháng 2 ngày nữa. Thua không? Thua. Xin thưa các vị đừng nói ăn với muối nó có phước hơn người ăn với tàu hũ, thậm chí có phước hơn người ăn trứng công nghiệp. Không bao giờ có chuyện đó. Các vị ăn với muối hay ăn với tàu hũ, ăn với trứng công nghiệp là việc của các vị. Trên nguyên tắc tội phước là như nhau. Các vị không thể nào nói tôi ăn với muối, tôi gái tôi ép tôi ăn một ngày với muối, nó có công đức hơn người ăn chay với tàu hũ. Cái này sai lầm. Mục đích của ăn chay không mang cái nghĩa như vậy. Và người nào có quan niệm ăn chay để sạch cái miệng thì con trâu con bò nó sạch hơn chúng ta nhiều. Nó ăn cỏ không nó sẽ thần thánh quá cái miệng nó hơn nhiều. Nó sẽ nói kinh thiết pháp và nó nói ra một lời là văn lửa văn vàng. Có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Đừng tưởng tượng quá cái chuyện đó. Mình ăn chay một bữa mình cũng no, người ta ăn mặn bữa cũng no. Tất cả chúng ta rửa miệng là sạch như nhau, không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà mục đích của ăn chay thiêng liêng và cao quý lắm. Cao quý ở chỗ nào? Nếu chúng ta ăn mà cảm thấy như bà đó ăn muối mà nói là có phước hơn á, là cái đó sai lầm. Ngày xưa Đức Phật đã từng chém chết cho con đường khổ hạnh, nhớ không? Thời Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh, ăn với muối với mè, sắp bỏ mạng ở bên cái dòng sông Ni Liên Thiền. Và Đức Phật mới nhận ra rằng khổ hạnh không đem đến giải thoát. Có phải vậy không? Vậy hôm nay chúng ta ăn với muối để khổ hạnh, để chúng ta cảm thấy mình có công đức à? Cái đó các vị có công đức hay không, các vị tự nghĩ à. Còn tự thân các vị ăn một bữa với muối, và một người ăn chay với tàu hũ, thậm chí một người ăn chay với trứng công nghiệp, về phước báo là như nhau. Còn cái sự thánh thiện, quan niệm của chúng ta cảm thấy rằng ăn trứng công nghiệp chúng ta thấy không được thánh thiện trong việc ăn chay,
thì các vị cứ không ăn. Ở đây không ai xúi các vị ăn mà phân tích thôi. Có người nói rằng tôi cho các vị ăn trứng công nghiệp, ai nói vậy là lầm. Tôi không có quyền cho ai hết á. Ăn hay không là quyền các vị, tôi không có một tư cách gì cho hay là không cho. Mà ở đây tôi chỉ phân tích rằng ăn như vậy, ý nghĩa như vậy, mục đích như vậy, ăn hay không quyền chúng ta. Tại sao nói chúng tôi cho? Tôi làm gì có quyền để cho các vị? Tôi là cái gì dữ vậy? Thành ra ai nói như vậy là không đúng. Nhưng mà tôi chỉ phân tích để các vị đừng lầm lạc. Tự thân của trứng công nghiệp nó là cái gì? Nó không có một nhân tố của một chúng sinh tái sinh. Nếu các vị để như vậy nó cũng thúi thôi. Nhưng mà đây tôi phân tích rõ trứng công nghiệp và trứng có trống nó khác à. Trứng có trống là có nhân tố của một chúng sinh. Cho nên cái mục đích chính của ăn chay là gì? Trưởng dưỡng lòng từ, tránh diệt sát sanh, tránh nhân quả, rồi á tôn trọng Phật tánh trong mỗi chúng sinh. Và nó có một cái chút gì, ăn chay nó có cái tính cách thánh thiện, thiêng liêng trong đó một chút. Thì cái đó nó đi sau tất cả những ý nghĩa trước. Ý nghĩa chính là trưởng dưỡng lòng từ và tôn trọng sự sống của chúng sinh đó. Và tránh nhân quả là chính. Như vậy chúng ta không thể nói ăn với muối có phước hơn một người ăn với tàu hũ được. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà nói vậy đúng. Tôi ăn muối tôi thấy khắc khổ hơn người ăn với tàu hũ thì phải. Tại tự mình khắc khổ á, chứ không ai bắt mình như vậy. Không có quy luật nào ăn chay kêu các vị ăn với muối. Nhớ là như vậy. Cho nên đừng có máy móc trong việc đó. Mà có những người không dám ăn chay, hoặc thậm chí ăn chay mới một thời gian cái sụi rồi. Ăn chay đâu có nổi. Tại vì ăn cái kiểu mà với muối xả đồ, với muối ớt đồ không đó, mà hiểu kiểu đó để có thần thánh đó mà. Cho nên các vị đừng có bao giờ biến mình trở thành một cái hiểu sai lầm cho con đường ăn uống và tu như vậy. Tu nó không có cái chuyện đó. Hôm nay tôi nói để giúp các vị gì? Để chúng ta đừng có bị bế tắc một cách lầm tưởng, rồi bị người khác chụp mũ thế này thế kia. Tôi nói thiệt.